Mọi người uống collagen để làm gì? Với Tiên, đó là một hình thức đầu tư cho bản thân trong tương lai. Tiên uống collagen để trẻ càng lâu, đẹp càng lâu càng tốt. Bởi vì sau khi tiếp cận với nhiều thức làm đẹp, Tiên hiểu được rằng uống collagen không phải chỉ để đẹp mỗi bây giờ, mà 20-30 năm sau mình vẫn đẹp, da vẫn mịn màng. Về cơ bản thì công dụng chính của collagen là chống lão hóa, nhưng hiện nay thì đa số các thương hiệu sẽ tối ưu thành phần công nghệ để tạo ra được nhiều công dụng hơn. Như thương hiệu Hebora Nhật Bản mà Tiên đang làm đại sứ, với tiêu chí đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, Hebora tích hợp rất nhiều thành phần và công nghệ trong sản phẩm của mình. Dòng Hebora Collagen này giúp trẻ hóa da, còn hỗ trợ dưỡng trắng, giảm thâm nám, cải thiện vóc dáng và các vấn đề về sức đề kháng, nè, xương khớp nữa. Điểm chung của các sản phẩm Hebora là vô cùng an toàn, hiệu quả cũng khá là rõ rệt, thường là sau 20-30 ngày sử dụng thôi. Collagen thì thật ra có rất là nhiều lựa chọn, mỗi sản phẩm đều có ưu điểm riêng, mọi người có thể chọn sản phẩm nào bất kỳ. Nhưng với Tiên thì chắc chắn tin tưởng và lựa chọn Hebora Collagen, bởi vì Hebora đáp ứng được 3 tiêu chí quan trọng, hàm lượng tối ưu, nguồn gốc minh bạch và hương vị thơm ngon. Hàm lượng của Hebura là vừa đủ, mỗi ngày là khoảng từ 5.000 tới 6.000 collagen peptide từ cá biển. Ít hơn thì không đủ để trẻ hóa cơ thể, còn nhiều hơn thì chỉ nên dùng khi được bác sĩ chỉ định thôi. Collagen từ cá sẽ hiệu quả cải thiện da cao hơn nhiều so với các loại collagen khác. Hybra Collagen là sản phẩm được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản nên có chất lượng và hiệu quả rất cao vì chúng ta đều biết quy chuẩn lưu hành ở Nhật khắc khe như thế nào. Hơn nữa với trải nghiệm cá nhân và gia đình Tiên thì Tiên thấy là Hybra Collagen phù hợp với cơ địa người Việt mình hơn chứ không có nổi mụn nè hay là đầy bụng như nhiều dòng collagen khác. Và cuối cùng cũng là quan trọng nhất uống collagen nhất định là phải ngon nha mọi người chúng ta không thể uống collagen mỗi ngày nữa nó khó uống được thế nên dùng hebora tiên thấy thật là may mắn bởi vì hương thơm và vị chua ngọt từ hoa quả lên men và hoa hồng damas rất là dễ uống luôn dùng collagen thì cần xác định là nên dùng lâu dài bởi vì những sản phẩm đem tới hiệu quả ngay lập tức thường tìm ẩn rủi ro nên mình cứ bình thản uống collagen vào mỗi buổi sáng vì tương lai mãi trẻ đẹp nha